tháng kênh chủ đề săn bắt giải trí phiêu lưu. Bấm đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi video mới nhất nhé. Hello, xin chào tất cả anh em đam mê đang xem trên kênh Hoàng Thắng em nha. Ngày nay Thắng lại tiếp tục sách chim mồi đi bẫy một kèo cút giải trí anh em ạ. À, chim mình đang ốm anh em ạ. Đó anh em ạ. Thì nay Thắng cũng chỉ đánh một mặt lụp thôi anh em ạ. Ủa? Có con chim trống úm kêu ngay đây rồi anh em ạ. Nãy thì thấy chim mái nó kêu ở đâu khu vực này anh em ạ. Trên cái chỗ trong trống này này. Thì Thắng sẽ để luôn cái lụp ở đây anh em ạ. Đó. Đây. Chỗ này nói chung là khá là lý tưởng đấy. Để trên cỏ như là sân bóng luôn anh em ạ. Đó. Đấy. Khá là lý tưởng luôn anh em ạ. Đấy. Tí nữa chim ra đây thì mình ra ngoài đằng sau này ngồi quay thì sẽ thấy clip rõ hơn anh em ạ. Đó. Giờ thì anh em cùng nhau theo dõi hết clip của mình kèo với cút này xem chim mồi mình dụ con bồi về chơi như thế nào anh em nhé. Chim mồi Thắng bắt đầu húm rồi đấy anh em ạ. Ui, con chim trống nó kêu gần đây anh em ạ. Đó. Đó anh em thấy gì chưa? Đấy, con chim trống trước anh em ạ. Chắc có chim mái, nãy có chim mái nó úm gần đây anh em ạ. Chạy đâu anh em ạ? Đấy, con trống nó kêu anh em. Chim mình lại uống thêm hiệp nữa. Xuất hiện một đôi anh em ạ. Đó. Đó, cái này ạ. Ok. Quá nhanh anh em ạ, kèo này. Tính con mái anh em ạ. Có vẻ một đôi ấy. Đẹp quá anh em ạ. Kèo này bẫy quá là hay luôn. Ok anh em nhé. Chim mồi hôm nay lại lập công rồi. Có anh em ạ.
Đây một đôi nhưng mà được một cặp. Đây còn còn chim trống này anh em ạ. Đó. Con trống nó ra đằng sau cái lục mình rồi anh em ạ. Còn máu lắm anh ạ. Kèo này nhanh quá anh em ạ. Mình mới thả lụp ra mới ra khỏi chỗ mình bẫy đã dính rồi anh em ạ. Kèo này hay quá anh em ạ. Đấy. Chỗ cỏ này đẹp anh em ạ. Đó, con bồ này tương đối là đẹp. Ức đen thui luôn. Đấy. Này bồi mái anh em nhé. Ức đen thui luôn này. Ua. Cườm cổ đen thui luôn. Rồi. Nói chung là kèo này mình cũng chỉ đánh một lụp thôi, đâm ra chỉ bắt được con mái này anh em ạ. Thì mình sẽ để lại con trống ở đây. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết clip bẫy cút của mình. Anh em thấy clip của mình hay, nhớ để lại một like ủng hộ mình. Và anh em nào đang xem clip đến đây chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ quên đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Thắng, để theo dõi những clip mới Hoàng Thắng chia sẻ trên kênh cho anh em xem giải trí anh em nhé. Rồi cuối cùng thì Hoàng Thắng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau anh em nha. Bye bye anh em.